Anh ạ, đây các bác nhá, hôm nay thì em Hương lên xe lồng nhưng không phải là chuyển đi đâu, mà là xe đang về các bác nhá. Xe đang về đây ạ. Hôm nay thì em Hương lại về thêm một chiếc xe Captiva với lớp sơn màu trắng đẹp. Bình thường Captiva em chỉ có màu đen này, màu bạc này, màu vàng cát này, rất là hiếm khi có màu trắng. Nhưng ngày hôm nay thì em có đây, có màu trắng Captiva về nhập đội đây. Và về thêm Vios nhá, về thêm Vios màu vàng cát này, về thêm Captiva này. Bình thường các bác xem video của em Hương sẽ là xe lên lồng để ship vào cho bà con trong tỉnh khu vực miền trong đúng không ạ? Thì đây ạ, một chiếc xe Captiva chính thức về nhà em Hương để làm dâu nhà em Hương. Rồi em Hương lại phục vụ các bác nhà mình lại đi làm dâu các tỉnh khác các bác nhé. Chiếc xe này thì em Hương mua lại của một anh chị ở trong khu vực phía trong. Bên các bác biết rồi đấy ạ, bên nhà em thì có hai cơ sở miền Bắc là ở Hải Dương, cơ sở miền Nam là ở trong khu vực Bình Dương. Và trong khu vực Bình Dương thì có quá là nhiều Captiva rồi. Thì hôm nay em chính thức chuyển thêm một chiếc xe Captiva màu trắng về phục vụ bà con khu vực miền Bắc nhé. Khu vực miền Bắc thì các bác ủng hộ Captiva rất là nhiều. Captiva máy dầu, số xăng, số sàn, về chiếc nào là bán chiếc đấy. Nên là em sẽ chuyển chiếc xe Captiva này từ khu vực Bình Dương cơ sở 2 về khu vực Hải Dương, cơ sở 1 của em gái Lê Hương các bác nhé. Chính thức nhập đội Captiva với lớp sơn màu trắng đẹp đây. Bác nào quan tâm về Captiva đặc biệt màu trắng đẹp như thế này thì nhấc máy lên và để lại số điện thoại cho em nhé. Kết nối trực tiếp cho em gái Lê Hương qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Một video nhập đội các bác nhé, không phải là đi làm dâu các tỉnh đâu, mà là đi nhập đội đây. Captiva về nhập đội showroom Lê Hương ô tô Hải Dương ạ. Bác nào quan tâm và để lại số điện thoại cho em ạ. Bên em thì lúc nào cũng có sẵn từ 180, 170, những hôm nào bán nhiều nữa thì là 160. Cứ duy trì trong tình trạng như vậy các bác nhé. Vì cứ bán được 3 xe thì lại về 1 xe, nên là lúc nào cũng sẵn trên 100 đầu xe cho các bác nhà mình. Bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em ạ. Đây ạ, Captiva màu trắng đẹp, xe đăng ký 7 chỗ ngồi nhé.